Hello anh em, hôm nay mình làm một chuyến đi săn. Đó, hôm nay mình đi săn một mình thôi nha anh em. Còn thì bận ở nhà, công việc lo quán rồi. Mình tranh thủ mình đi săn một xíu, tạo cái clip, cái clip cho anh em xem nha. Nay trời nó cũng nhiều mây nè, hy vọng là nó sẽ mát trời, nắng lên là mình sẽ về anh em. Nắng lắm. Ở chỗ mình, ở chỗ anh em sao chứ chỗ mình này nắng cực kỳ luôn, nắng quá sợ. Vì nắng lên là mình về liền chứ không mà để nắng quá đen da hết anh em ơi. Đó. Đi vòng nãy giờ chưa thấy con gì ra, chưa thấy con chim nào hết em. Rồi hôm nay sẽ ráng làm cái clip và kiếm những cái siêu phẩm hay nhất cho anh em xem nha. Mong anh em đón xem và đón nhận cái video clip của mình. Rồi nếu mà có hay thì anh em cho mình xin một cái like, một cái đăng ký kênh để ủng hộ mình, để có mình có động lực làm tiếp các video khác cho anh em xem nha. Gặp mỗi cá ở nhát ghê luôn á, mới thấy mà nó bay mất tiêu. Trời đất, đây còn nữa xa hả, đủ xa chơi mày luôn. Trời ơi, mấy em tí nữa. Rồi bây giờ thì let's go thôi. Thợ săn Bình Dương. Anh em ơi, mình mới hại được con bịp nè anh em ơi. Từ đầu nó bay lại cái mình không có kịp bật cái máy quay anh em ơi. Còn con đứng trong kia thì cứ kêu kìa. Mình đứng từ ngoài xe mình quất vô đây. Đây nè, chết ngọt luôn nha. Mình đứng tự nhiên nó bay ra đây đậu chứ. Tử số được chứ. Đây nè. Một phát một chiếc ngọt luôn nè. Trời ơi, trời bá luôn em ơi. Nè anh em ơi. Mình không kịp bật cái máy bay lên em. Còn nữa. Nó kêu đâu. Ra đây, ngồi ra đây. Tặng cái viên đạn. Đây anh em. Viên bịp. Trời ơi. Nó mập nè anh em ơi. Nó mập nó bự chào bá luôn em ơi. Quá phê anh em ơi. Sướng quá sướng. Nó đứng từ xe kìa. Tự nhiên bay ở đây đậu. Đúng thiệt. Đúng thiệt tới số thiệt. Còn lúc đầu người chào đâu nè. Rồi, tiếp tục let's go nha anh em. Một em nữa nha anh em. U đây mập ghê. U chào bá cũng biết rồi nè, đây thì mọi người nè, đây em nữa nè, nãy gấp quá mình cũng không mật mới quay cho bắn luôn thì nó tức cái nó bay lại tới cái mình đâu có kịp bật cái máy quay anh em, dứt luôn. Được quá, rồi tiếp tục let's go nha anh em. Em này đi táo đây em được
Em này thì ngọt xớt rồi, một viên rồi. Sao nhìn em? Hai em, những ở đầu lâu. Ok. Rồi, tiếp tục lép vô. Mới đi tới đây gặp gặp anh trai bự chào bá luôn em ơi. Mới tới đây mình thấy anh trai từ đâu á ra tới đây, lên cái xung qua cái cô xu đứng dòm mình hạ một viên, một cái viên nó nằm đâu đây tự chắc giục tim chết á. Quá phê. Sắp bánh. Mới tới đây thấy anh chạy đang ăn trái mít. Phê quá. Rồi tiếp tục let's go nha anh em. Em nè. Ngày táo nè. Đây nha. À mình cũng chưa có nói cái cụ dây rồi, mình bắn là khẩu dây bao nhiêu nha anh em. Nay mình bắn cái dây gì màu trắng mình cũng không biết là cái dây gì. Đây, khổ là 12 19 180 nha anh em. Mình bắn với cái Sumi mình bắn với V7 à. Đó, chạc thường mình dùng là chạc 7. Đó, dây nè, dây màu trắng nè. Bắn như 7 thôi. Bắn như 7 chứ có một viên là hạ được sắp à, lo thôi. Không cần phải bị bự đâu anh em ơi. Rồi, tiếp tục let's go nha anh em. Ôi trời. Nó rớt cái chỗ nhà luôn à. Đau thiệt. Xong rớt cái chỗ nhà luôn anh em ơi. Uống chim ghê. Rồi tiếp tục let's go nha. Mình vô đây mình kiếm mấy sắp. Một con cua nữa nha anh em. Em nghĩ ta không rớt. Em phải đi thôi. Ủa, không thấy cái thật nữa còn tiện. Dễ một con chạy luôn. Rồi, tiếp tục lết luôn nha anh em.
hai em cu đồ gì điện nha anh em. Ba rùa không à? Con nó chạy. Bắn ăn hơi đúng không mà. Ồ, biết bắn không? Con cũng có mà, con bắn như vậy chứ. Sao kỳ vậy? Bắn từ từ nó quen cái gì? Cái đó là biết gì không? Cái máy quay phim. Máy quay phim là YouTube mới biết không? Đúng rồi. Kênh của chú là Thời Săn Bình Dương. Thời Săn Bình Dương. Ờ, à, vô bấm Thời Săn Bình Dương là có à. Rồi tiếp tục let's go nha anh em. Một viên. Hai viên. Rớt. Trời ơi chạy đi đâu? Gãy cái giò rồi chạy đi đâu chứ? Đây anh em nha. Còn một siêu phẩm nữa anh em ơi. Bìm bịp nữa anh em ơi. Đâu nó? Chạy đâu chứ anh em? Anh em coi coi. Trời ơi. Chào bá luôn em ơi. À, quá đã. Quá phê luôn em ơi. Quá tuyệt vời luôn. Đây. Trời ơi nó xanh lè luôn, cổ nó xanh lè luôn anh em nè. Trời ơi. Quá đã anh em ơi. Nha. Mắt đỏ tươi luôn. Rồi. Trời ơi. Quá tuyệt vời nha anh em ơi. Thật là sung sướng. Thật là tuyệt vời. Tuyệt vời lắm Thời Săn ơi. Ơi. Quá. Quá đã. Tí nữa mình té ở đây nè, mình chạy vô mình tí ra đây. Thấy chưa? Trời ơi. Nhìn qua đây. Mình cất cơ bị vô vỏ cái anh hài em luôn. À. Rồi, tiếp tục let's go nha anh em. Anh em có cá trên dây điện nè. Anh em đoán bao nhiêu mét? Được. Được không? Được không? Trời ơi đánh cơ. Đây em coi lông rồi. Trời ơi lông rồi anh em ơi. Nè cho anh em xem nè. Có vu. Nổ cái bóp lên mà nó còn bay. Ui trời mưa. Đây. Gì nữa. Trời. Lông bay nè. Nè. Anh em xem nè. Ôi xa. Dư lắm. Cái gì vậy. Đi. Cái con lông vậy. Hay, đây nha anh em, nè, ó, nè, ó, ó, em thấy không? Ó, quất cái bóp gì mà nó còn bay á, nhưng mà nó bay là nó bay cũng chết rồi à, không có tay sót được không? Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Dứt cho anh em viên luôn bây giờ, ở đó la, rồi tiếp tục let's go. Thôi mình cũng tranh thủ mình về, mưa rồi anh em ơi. Sớm rồi, về thôi. Này quá nhiều rồi. Phải nói hôm nay đi bắn đã thiệt. Rồi, tiếp tục. Trên đường về mình sẽ gặp con gì mình dứt con đó cho anh em xem nha. Dây mới. Yeah.
mới gắn cục dây vô, lấy đứt dây mình không thèm bắn cái chim đen nữa, mình bực quá mình không thèm bắn chim đen nữa. À, bắn cho nó chim nữa thì nó chết luôn, để nó chạy. Nó chạy cái mệt đó. Hai viên nó còn chạy được nữa. Chào ná thủ. Đi chiều chưa? Mới đi ạ. Chim đây nhát lắm. Nhát dữ lắm. Mới đi mình lập một ná thủ. Hả? Đi nay thằng em nó bận ở nhà rồi. Thằng em bận ở nhà vòng vòng đi một mình. Em mới tập chơi. Chơi lâu chưa? Mới à. À. Ở dưới này có sóc không ta? Ừ. Này có 3 con, hai con. Trời, vậy rồi thua. Trong cái láng chùa á, trong cái láng chùa có 2 con. Sau chùa á. À. Nhưng mà ngày ngày không dám vô. Trong đó vô. Mọi vậy nó ngại không dám. Một viên hai chết hai em luôn anh em. Ồ siêu phẩm luôn anh em ơi. Một phát chết hai con luôn. Đây. Thấu từ con này qua bên kia. Thấu con này qua con này. Quá quê. Hả? Cua Thái á. Nhỏ nhỏ. Quá đã anh em ơi, một viên hạ hai em luôn nè. Rồi, tiếp tục let go. Cái này xào lá giang hoặc là nấu cháo tiểu yêu. Yeah. Yeah, quá đã anh em ơi. Lần đầu tiên mình bắn xuyên đôi ở dưới đất nha anh em. Một viên là chúng hai em luôn. Quá tuyệt vời. Rồi tiếp tục let's go. Lượm cái con này trước với con mèo. Con mèo biết là xong. Nghe cái đầu. Đây anh em. Tâm này hết sọt ngay táo rồi. Rồi mình kiếm con kia mình bắn tiếp, mình quay anh em xem nha. Bây giờ mình về tới nhà. Mình sẽ là quay cái thành quả cho anh em xem của ngày hôm nay nha. Đây, thành quả đây. Em cu bắn sau cùng đây. Đây nha anh em. Một bọc trà bá luôn anh em ơi. Đây nha. Wow. Dạ. Dạ, đâu. Dạ. Để bà quay cái thành quả. Dạ. Cô chú xem. Đây bà để đây. Cô chú nào? Giờ mình sẽ đổ ra quay cho anh em xem nha. À. Đừng đuổi cho tôi xem. À bẹp. Còn trống á, hồi nó bay mất hết tí. Con đập. Thế nó tắt rồi. Nó kệ đi. Để đi, đó, vậy cái nó bay á.
Thở ra. Còn con chim sống nha. Đây nè. Ghê chưa. Ôi con bị bệnh này nó chà bá luôn nè. Con bị bệnh của anh em. Tụng chưa. Đây. Hai chú bị bệnh. Một em sóc chà bá có tiền gì cho con. Điểm cung nè. 2 3 cái thôi à. Dạ 4 6 8 10 12 14 16 17 em cu. 17 em cu, 2 con bìm bịp. 18 cu. 18 cu, 2 con bìm bịp, 1 con sóc nha. Video tới đây là kết thúc rồi. Nếu anh em thấy hay cho mình xin một like trên phi kênh để ủng hộ mình, để mình có động lực làm tiếp cái video khác cho anh em xem nha. Xin chào cô chú kìa. Xin chào cô chú. Để mình có động lực làm tiếp cái video khác cho anh em xem nha. Về lắm anh em ơi, coi nè. Điểm được chúa luôn nè. Quá tuyệt vời. Why?